bên lợi nó bị đau. Sau đó thì em bảo con là tạo hình cái hàm răng ở tay ấy, thế là em hơ ở tay. Thì khi mà dơ nó tạo lên như thế này thì cái ngón trỏ này là nó đau. Nó bảo là mẹ ơi cái chỗ này rát lắm. Thế đến khi mà em bảo nó là chuyển sang như thế này thì nó lại bảo ngón bên này nó bị rát. Thế thì em mới bảo là ô thế mày bị sâu răng à? Thế mày há miệng ra mày kiểm tra có sâu răng không? Thì răng nó không sâu nhưng mà trong lợi nó lại có các cái lốt phòng. Thế xong rồi em hơ cho nó xong thì em bảo nó là hở các cái ngón tay này ra để mẹ thổi ngày cứu vào cho. Nó bảo bỏng thì sao? Em bảo nó không bỏng được. Thế là em thổi ngày cứu cho. Thì buổi sáng em làm cho con một lần, xong buổi trưa em làm cho con một lần, xong buổi tối em làm cho con một lần cũng như vậy. Và mọi người mách em là lấy lá vàng xong thái nhỏ ra, đun nước cho một tí muối vào, thì cho con súc miệng hoặc là ngập cái nước lá vàng đấy. Mỗi tội là nó hơi vàng răng một chút nhưng mà cũng rất là tốt. Thế là em đi ra trường em hái lá vàng xong thì em về em đun cho con ngậm. Thì em chữa cho con 2 ngày ở nhà. Thế là cái lợi của nó hết phòng. Và nó lại ăn cơm. Em bảo có đau không? Mày ăn cơm có đau không? Nó bảo không mẹ. Thế bảo thế bây giờ nó xẹp nó vỡ ra như thế mà mẹ ăn không đau à? Nó bảo không. Thế xong rồi em bảo là thế mày chịu có ngậm nước lá vàng vào lưỡi đi cho nó sát khuẩn cho nó khỏi khỏi đau nhá. Thì cái thằng cu đấy nó trộm vía là nó cũng nghe lời. Thế là em thấy là em cứ lấu cho nó cái xong nước lá vàng đi. Em bảo sao là từ sáng đến trưa nhá. Đun sôi nước lá vàng. Vâng, đun sôi nước lá vàng lên. Xong rồi mới cho một tí muối vào. Thế xong rồi em chắc là cái cốc ý để ngậm. Thế là cho nó súc miệng với cả nó ngậm. Thế xong em cũng chưa em thấy nó lại húng hắng hơ. Thế em bảo mày ngậm nước lá vàng đi. Có khi lại khỏi cả ho ấy mẹ. Thế là nó ngậm nước lá vàng thì em thấy ho nó cũng tịt. Mà cái viêm lợi của nó cũng tịt. Thế còn đâu em thì mấy cái hôm mưa bão ấy, bởi vì em là phế quản của em là yếu thì cái mưa